cả nhà đổi đời giàu to. Nếu ngày 22 tháng chạp cúng ông công ông táo thắp hương vào 5 giờ hoàng đạo này, tiền tỷ cầm tay, giàu nứt vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cúng ông công ông táo là một cái phong tục cổ truyền, truyền thống lâu đời của người Việt chúng ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về để tạ lễ cái năm cũ và cầu chúc cho năm mới được ấm no, hạnh phúc. Tuy nhiên, rất nhiều gia chủ vẫn chưa biết cái ý nghĩa của cái ngày này, dẫn đến là phạm phải những cái sai lầm nghiêm trọng. Đặc biệt, các chuyên gia phong thủy tiết lộ, trong năm 2023, gia chủ cúng ông công ông táo vào đúng cái giờ hoàng đạo này, thì gia chủ sẽ cả đời giàu có, sung túc, may mắn, ngập tràn. Vậy, cái lễ cúng ông công ông táo vào cái ngày 22 tháng chạp, thì quý vị nên chọn cái giờ hoàng đạo nào? Ngay sau đây, Tử Thông sẽ tiết lộ cùng quý vị. Quý vị thân mến, trong cái năm 2023 ấy, thì như Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có 3 ngày hoàng đạo để cúng ông công ông táo. Ngày đầu tiên là ngày 21, ngày thứ hai là ngày 22 và ngày thứ ba là ngày 23. Thì để chọn ra những ngày hoàng đạo để tiến hành cúng ông công ông táo ấy, thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư. Đó. Quý vị có thể xem thêm cái phần hứa chân cân ngọc hợp ký ở trang 164 ấy, để biết được cách chọn ra những cái giờ tốt, ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc thờ cúng cho được trọn vẹn, chuẩn chỉ nhất. Đó. Thưa quý vị, vậy thì đầu tiên trước khi xét giờ nào tốt để cúng ông công ông táo trong cái ngày 22 tháng chạp ấy, thì chúng ta cũng cần phải biết về cái ngày 22 tháng chạp, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái ngày tốt mà được Tử Thông lựa chọn dựa trên các tiêu chí về cái sự tốt lành. Đó. Trước khi lựa chọn ra cái giờ tốt để cúng ông công ông táo trong cái ngày 22 tháng chạp, ngày cúng ông công ông táo sớm ấy, thì chúng ta cũng phải biết ý nghĩa của cái lễ cúng ông công ông táo như thế nào, để từ đó chúng ta sẽ được có cái tâm thành và cầu khấn nó được gì trọn vẹn và chuẩn chỉ hơn. Quý vị thân mến, thì thường cái lễ cúng ông công ông táo nó được diễn ra đúng ngày vào cái ngày 23 tháng chạp hàng năm. Nhưng ấy, do một số cái bận rộn và chúng ta cũng có thể là gì tiến hành cúng cái công việc này sau cái ngày 20 tháng chạp. Thì cái ngày 20 nó là cái ngày xấu mà chúng ta không lựa chọn được ấy. Đâm ra là gì? Chúng ta sẽ chọn ngày 21, ngày 22 để cúng sớm. Hàng năm vào ngày 23 tháng chạp thì táo quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên thiên đình. Vậy nên là chúng ta làm cái lễ cúng sớm để cho các ngày chuẩn bị nó được chỉn chu hơn và chủ động hơn trong cái việc đi lại. Đấy. Khi các ngài lên thiên đình, các ngài sẽ báo cáo tất cả những việc làm tốt và chưa tốt của gia chủ. Ngọc Hoàng sẽ căn cứ vào đó để định đoạt, có thể là khen thưởng hoặc là của phạt gia chủ. Nên là các ngài được gọi là định phúc táo quân. Không những định đoạt cái cát hung, phước đức cho gia đình, phước đức từ những cái việc làm đúng theo cái đạo lý của gia chủ và những người trong nhà, các vị táo quân còn ngăn cản cái sự xâm phạm của ma quỷ vào cái gia đình nhà mình, giữ cho bình yên, giữ cho gia đình mọi người được bình yên và may mắn. Thì ngoài ra ấy, theo đạo giáo thì ông công ông táo là cái vị thần trông coi cái việc thiện ác của từng gia đình để cuối năm về tâu với Ngọc Hoàng. Người dân thành kính thờ phụng, tin tưởng vào cái vị thần trợ lực đấy. Họ thường nghĩ đến táo quân khi mà trong nhà công việc nó không được suôn sẻ. Thường ngày thì táo quân ghi lại những cái công tội tốt xấu của mọi người, đến cái ngày 23 tháng chạp thì sẽ bay về trời để báo cáo, làm cơ sở để thưởng phạt đấy, thưởng phạt. Vì vậy, để táo quân phù trợ thì người ta thường làm cái lễ tiễn ông công ông táo về chầu trời rất là trịnh trọng. Và trong cái thời gian này thì quý vị cũng có thể là tiến hành cái công việc là cúng ông công ông táo trong cái năm 2024. Lễ vật cúng ông công ông táo truyền thống chung nhất thường gồm có mũ của ông công ông táo gồm 3 cỗ, tức là 2 mũ cánh chuồn là của táo ông và mũ không cánh chuồn là của táo bà. Mũ dành cho các táo ông thì có 2 cánh chuồn và mũ táo bà thì không có. Cái màu sắc của mũ ông công ông táo thì cũng thay đổi theo cái ngũ hành. Cụ thể là các năm hành kim thì thường dùng mũ màu trắng hoặc là màu tím ấy. Vân vân, còn các năm mà vị năm nay năm hỏa, năm hỏa đúng không ạ? Thì có thể dùng mũ màu đỏ hoặc mũ màu xanh. Những cái đồ mũ áo hia bằng giấy này sẽ được hóa sau cái lễ cúng ông công ông táo cùng những cái bài vị đó. Sau đó quý vị có thể là lập bài vị mới hoặc là gì, thỉnh những cái vàng ngũ phương để về đặt trên bàn thờ.
Trong lễ cúng ông Công Táo thì không thể thiếu một cái thứ, đó chính là cá chép. Cá chép tượng trưng cho cái phương tiện di chuyển của ông Công Ông Táo. Các bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc là cá chép thật đều được. Thường thì ở miền Bắc người ta sẽ cúng một con cá chép sống thả trong chậu với ngụ ý là cá chép hóa rồng. Nhưng mà tại Nam Bộ hoặc Trung Bộ thì người ta sẽ sử dụng cá chép giấy nhiều hơn. Người miền Trung thường sử dụng một con ngựa bằng giấy với cái yên cương đầy đủ. Gia đình có trẻ con thì người ta cúng táo quân bằng một con gà luộc. Gà luộc này phải là loại gà cồ mới tầm gáy, tức là gì? Con gà mới lớn, để ngụ ý là nhờ táo quân xin Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều cái nghị lực, thông minh và sinh khí hiên ngang như con gà cổ vậy. Những cái đồ vàng mã, mũ áo, hia và một số cái vàng thoi bằng giấy sẽ được hóa sau cái lễ cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp. Đó. Sau đó mời táo quân về trời. Quý vị thân mến, bên cạnh cái mâm lễ cúng các vật lễ vật ấy, thì cái mâm cỗ cúng ông Công ông Táo cũng không cần quá cầu kỳ, mà phải dựa trên cái sự trang trọng, chu đáo và cái tấm lòng thành kính đối các vị thần cai quản đất đai và cai quản nhà cửa bếp núc. Trong đó các gia chủ có thể là làm cỗ chay hoặc là lễ mặn tùy theo cái phong tục và cái tập quán, mà mỗi nơi có một cái sự chuẩn bị cái mâm cỗ khác nhau. Vậy thì cái việc chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công ông Táo như thế nào để chuẩn chỉ nhất, chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Trước khi mà tiến đến cái việc là chọn ra cái giờ tốt để thực hiện cái nghi lễ cúng ông Công ông Táo, thì chúng ta cũng sẽ xem là cái nghi thức cái mâm cỗ cúng ông Công ông Táo cần những gì. Đó. Tức là có giờ tốt mà chúng ta không biết gì, cứ đến giờ là cúng mà không có lễ vật gì thì cũng không được, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Tốt lễ thì dễ cầu. Bên cạnh đó, tùy theo cái khả năng của từng gia đình, ngoài cá chép thì còn sống ấy, thì cũng có thể sử dụng cá chép giấy. Các gia đình có thể là cúng mâm cỗ chay hoặc là mâm cỗ mặn để tiễn táo quân đều được. Với gia đình cúng lễ chay thuần thì cái mâm cỗ cúng sẽ có các món canh thập cẩm, rau củ quả hoặc là canh măng đem rán, đậu phụ hoặc là gì, nấm giò chay hoặc là gì, chạo chay, nấm xôi chè, vân vân. Đó. Thưa quý vị, thì trong những năm trở lại đây thì thị trường cũng xuất hiện các loại bánh trôi cá chép hoặc là bánh được làm hoàn toàn từ cái nguyên liệu tự nhiên, hoặc là gì, người ta làm xôi gấp có hình con cá chép để cúng. Đó, hoặc là gì, sử dụng các vật liệu làm cá chép bằng các loại vật liệu khác, bằng vật liệu chay ấy, để cúng. Đơn giản hơn là có thể chuẩn bị cái mâm cỗ cúng chay theo cái cách mà chúng ta trang trí, đúng không ạ? Cái mâm cỗ cúng ông Công ông Táo chay thì sẽ gồm một cái mâm ngũ quả, ba bát chè, một đĩa xôi, hoa tươi, nước, đấy, hoặc là ba con cá chép sống để cúng ông Công ông Táo. Nói chung ấy, khi mà dâng cúng ông Công ông Táo thì đốt vàng mã tiền vàng. Khi mà thắp hương xong ấy, thì gia chủ sẽ mang cá chép ra sông để thả, đúng không ạ? Với các gia đình muốn cúng đồ mặn thì mâm cỗ cúng ông Công ông Táo sẽ bao gồm một đĩa gạo này, một đĩa muối, gà luộc hoặc là gì, một khố thịt vai, thịt gáy luộc, một bát canh, một đĩa xào, một đĩa giò, có thể là gì, có xôi gấc hoặc là một đĩa hoa quả, một tấm ấm trà sen, ba chén rượu, quả cau lá trầu, một lọ hoa, tấp giấy tiền vàng cũng như là gì, cái vàng thỏi đấy, thịt lợn luộc. Đây là một trong những thứ quan trọng dùng để dâng cúng táo quân. Thịt lợn luộc dùng để sắp mâm cỗ cúng táo quân nên là thịt vai hoặc là gáy. Khi thắp hương thì miếng thịt cũng cần được để nguyên, tuyệt đối không được thái thành miếng nhỏ. Một món canh thì canh là cái món không thể thiếu trong cái việc cúng táo quân. Đấy. Cái món canh nó thường được các gia đình nấu để dâng cúng là canh măng, canh khoai hoặc là canh mọc. Một món xào thì quý vị có thể là gì, rau xào cùng với lại cái mâm cỗ cúng táo quân đầy đủ. Tuy nhiên vì dùng để cúng nên là không được cho tỏi trong quá trình xào nấu, quý vị cần phải hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, trong lễ cúng táo quân thì không thể thiếu được đĩa gạo và đĩa muối. Đĩa muối thì muối là cái thứ tượng trưng cho cái sự may mắn trong cái mâm cúng để cúng táo quân. Và quý vị hãy chuẩn bị một đĩa muối và muối cộ để đặt lên mâm cúng nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi đến cái phần quan trọng nhất, đó là cúng táo quân, cúng ông Công Táo ngày 22 tháng Chạp. Tức là cúng táo quân sớm ấy, thì chúng ta sẽ cúng vào cái giờ nào? Thưa quý vị, thì để chọn ra cái giờ tốt để cúng táo quân trong cái dịp ông Công Táo ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư nhé, để chúng ta chọn ra cái giờ tốt.
Chúng ta biết cái ngày 22 tháng Chạp ấy, nó là ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày Ất Mùi. Ngày Ất Mùi đúng không? Ngày Ất Mùi chúng ta có Ất Mộc gặp Mùi Thổ, Mộc Thổ là xung khắc. Như vậy đây là một cái ngày cát trung bình, ngày chế nhật. Cái nạp âm của ngày nó là sát trung kim, nó kỵ tuổi Kỷ Sửu và tuổi Quý Sửu. Ngày thuộc hành kim thì khắc hành mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi nhờ có kim khắc mà được lợi. Cái ngày Mùi thì nó lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi để tạo thành mộc cục. Ngày Mùi thì xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam sát thì kỵ ba tuổi là Thân, Tý, Thìn. Ở trong cái ngày 22 ấy, ngày Ất Mùi ấy, thì có trực là trực phá và có sao tỉnh là cái sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Trong cái ngày 22 tháng Chạp này thì nó vẫn là thuộc tiết Đại Hàn nhá, tiết Đại Hàn. Tại vì cái tiết lập xuân ấy, nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 2. Như vậy là gì? Cái ngày này vẫn là cái tiết của tiết Đại Hàn. Trong cái ngày 22 tháng Chạp, ngày Ất Mùi ấy, thì chúng ta cũng có những sao tốt sau. Đầu tiên chúng ta có Nguyệt Đức Hợp, đấy, Phổ Hộ, Thiên Quý, Thiên Đức Hợp, Thất Thánh, Thần Tại, Vượng Nhật, Đại Minh. Sao xấu trong ngày có Bạch Hổ nhập Trung Cung, Cửu Không, Huyền Vũ, Kê Hoãn, Nguyệt Phá, Ngục Nhật, Phá Bại Tinh, đấy, có Tam Nương, đấy, Thần Cách, Tứ Thời, Đại Mộ, Xích Khẩu, Điền Ngân, Đại Hao và Địa Năng. Vậy thì dựa vào cái cát tinh và cái hung tinh trong ngày thì chúng ta sẽ tìm ra những cái giờ tốt để tiến hành công việc cúng ông công táo sớm trong ngày 22 tháng Chạp. Bây giờ chúng ta cùng xét nhé. Thì đầu tiên chúng ta biết cái ngày 22 tháng Chạp nó là ngày Ất Mùi. Nó là ngày Ất Mùi. Và cái giờ khởi đầu tiên nó sẽ là cái giờ Bính Tý, là từ 23 giờ đến 1 giờ. 23 giờ đến 1 giờ nó là giờ Bính Tý thì nó có thời hại, có thiên quan quý nhân, đó, có thái dương. Như vậy cái giờ này là giờ xấu mà chúng ta không dùng được nhé. Tiếp theo cái giờ 2 là giờ Đinh Sửu. Thì trong cái ngày Mùi giờ Sửu là có Sửu Mùi tương xung, chúng ta cũng không dùng. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Dần. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ nó là giờ Mậu Dần. Mậu Dần thì có gì? Kim Quỹ. Đó. Nhưng mà nó có Ngũ Quỷ, có La Hầu, có Lục Mậu và có Lôi Binh. Vị trí là cái giờ Dần cũng là có nhiều hung tinh, chúng ta cũng không dùng được. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Mão. Giờ Mão thì chúng ta đến từ 5 giờ đến 7 giờ ấy, nó là giờ Kỷ Mão nhé. Giờ Kỷ Mão thì nó có Thiên Đức, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tam Hợp, có La Thiên Đại Tiến, có Ngũ Phù, có Nhật Lộc, có Cửu Xú. Vậy nên đây cũng là một khung giờ tốt nhé. Như vậy giờ tốt đầu tiên chúng ta phải kể đến đó, đó chính là từ giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. 5 giờ đến 7 giờ sáng nhé. Đó. Đó là giờ tốt đầu tiên. Thứ hai là từ 7 giờ đến 9 giờ thì nó là giờ Thìn. Nó là giờ Canh Thìn nhé. Giờ Canh Thìn thì có Bạch Hổ, có Thiên Sát, có Kế Đô, có Thiên Cương, có Tuần Trung Không Vong, có Tứ Đại Các Thời, có Nhiệt Mộ, có Ngũ Hợp. Như vậy 7 giờ đến 9 giờ thì nói chung ấy, giờ Thìn là giờ xấu, chúng ta không chọn được nhá, không chọn được. Tiếp theo ấy là giờ Tỵ, nó là giờ Tân Tỵ đúng không ạ? Giờ Tân Tỵ thì nó có Ngọc Đường Hoàng Đạo, nó có Dịch Mã, có Mộc Tinh, có Ngũ Bất Ngộ, đó. Nhưng mà vậy là gì? Trong giờ Tỵ này được Tỵ Ngọ Mùi là Tam Hội, như vậy cái giờ tốt thứ hai thì nó phải là từ lúc gì? 9 giờ đến 11 giờ. Đó là giờ tốt thứ hai. Tiếp theo giờ thứ ba chúng ta xét, giờ tiếp theo chúng ta xét đó là giờ Ngọ đúng không ạ? Giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ nó là giờ Nhâm Ngọ. Trong giờ Nhâm Ngọ thì có Nhâm Ngọ thì có gì? Có Thiên Lao, có Thiên Cẩu Hạ Thực, nhưng bên cạnh đó nó có Thái Âm, có Trường Sinh, có Lục Hợp, lại có Tham Lang. Đó. Như vậy đây cũng là một khung giờ tốt đấy, giờ tốt thứ ba. Đó là giờ Ngọ. Từ lúc 11 giờ đến 13 giờ. Tiếp theo đấy, chúng ta xét giờ Mùi. Giờ Mùi thì nó là giờ Quý Mùi đúng không ạ? Giờ Quý Mùi. Giờ Quý Mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì có Huyền Vũ, có Triệt Lộ Không Vong, có Tứ Đại Các Thời, có Thời Kiến, có Hữu Mật, có Thủy Tinh. Thì đây cũng là một khung giờ tốt nhá. Đây là giờ tốt thứ tư. Đó, tức là từ gì? 13 giờ đến 15 giờ. Mà quý vị có thể chọn được. Tiếp đến là chúng ta xét giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Nó có Tư Mệnh Hoàng Đạo. Có Tư Mệnh Hoàng Đạo lại có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân, có Thiên Quan Quý Nhân, có Tả Phụ, có La Thiên Đại Thoái, Hỏa Tinh, Kiếp Sát. Như vậy là gì? Trong cái giờ Thân ấy cũng có rất nhiều sao tốt. Như vậy giờ tốt thứ 5 thì nó sẽ là giờ Thân nhá, từ 15 giờ đến 17 giờ. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Dậu.
Giờ Dậu thì nó có gì? Có Câu Trần, đấy, có Cửu Xú, có Thái Dương, lại có gì? Có Tỷ Kiên. Như vậy là gì? Nó là khung giờ xấu mà chúng ta không chọn được. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Tuất. Giờ Tuất thì nó là giờ Bính Tuất, nó từ 19 giờ đến 21 giờ. Thì trong giờ Tuất thì chúng ta có Thanh Long, Hoàng Đạo, nó có Tứ Đại Các Thời, có Hỷ Thần, Đường Phù, có Kim Tinh, Hà Khôi. Nói chung là cái giờ Tuất cũng là giờ rất là tốt, nhưng mà gì? Nó tận gì? Tối rồi nên chúng ta cũng hạn chế nhé, hạn chế dùng giờ này. Cuối cùng là giờ Hợi. Giờ Hợi cũng là một giờ tốt đấy, nó có Minh Đường, đấy, có Quý Năng Thiên Môn, có Tam Hợp, có Thiên Xá, Quốc Ấn, La Hầu. Và nó cũng là một cái giờ tốt để cúng ông công giáo. Nhưng mà gì? Cái giờ này nó cũng quá muộn rồi nên quý vị cũng thông cảm. Nói chung là quý vị có thể chọn ra 5 khung giờ này cũng đã thoải mái rồi, đúng không ạ? Có 5 giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Vậy nên quý vị cũng sẽ gì? Hãy chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư để chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những giờ tốt để cúng ông công ông táo sớm trong cái ngày 22 tháng Chạp năm 2023. Nếu quý vị không có điều kiện để cúng vào ngày 23 tháng Chạp ấy, thì quý vị có thể chọn cái ngày này để cúng, cũng được thuận lợi và hanh thông. Đó. Như vậy, để tổng kết lại thì trong cái ngày 22 tháng Chạp ấy, cúng ông táo sớm ấy, chúng ta sẽ có 5 giờ tốt. Giờ tốt đầu tiên là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Giờ tốt thứ hai là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Và giờ tốt thứ năm từ 15 đến 17 giờ, nó là giờ Thân. Đó là 5 cái giờ tốt để chúng ta tiến hành cúng ông công ông táo ngày 22 tháng Chạp. Tức là cúng ông công ông táo sớm ấy, để được mọi việc thuận lợi hay may mắn. Quý vị cứ cúng sớm nhé, cúng sớm để chúng ta có thể chủ động hơn, để các ngài cũng chủ động hơn trong việc thời gian bay về trời để gì? Báo cáo với Ngọc Hoàng, báo cáo với Thiên Đình. Và trong quá trình cúng ông công ông táo thì quý vị cũng cần phải lưu ý và nên biết những điều sau. Mặc dù cái lễ cúng ông công ông táo không còn xa lạ với mọi người Việt Nam nữa, tuy nhiên cái phần lễ cúng cũng cần phải gì? Cử hành một cách là trang nghiêm và tuân thủ đầy đủ các bước. Dưới đây là một vài cái lưu ý khi mà quý vị cúng ông công ông táo và nhất định phải biết. Nghi lễ cúng ông công ông táo thì phải được thực hiện trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Nói chung ấy, sau cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch ấy, thì quý vị tiến hành lau dọn bàn thờ, đồ thờ một cách sạch sẽ, rửa cẩn thận, bày biện ngay ngắn, thay nước trong cốc một cách cẩn thận. Và để lau dọn bàn thờ sạch sẽ thì quý vị có thể sử dụng cái nước lau dọn bàn thờ Nhất Tâm Hương. Nhất Tâm Hương để lau dọn bàn thờ, để bao sái lại bàn thờ, bao sái lại bát hương, giúp cho cái việc thờ cúng nó được thuận lợi và may mắn. Thì cái chai Nhất Tâm Hương này thì quý vị cũng sử dụng thêm một cái khăn sạch. Thì khăn sạch đã được đi kèm với cái chai Nhất Tâm Hương này rồi, nên là quý vị không phải mua thêm nữa. Và quý vị sẽ sử dụng cái nước Nhất Tâm Hương này để bao sái bàn thờ nhé. Cái nước Nhất Tâm Hương này thì nó là gồm các dạng thảo dược ngũ vị hương ấy, bao gồm là quế, hồi, đinh hương, đúng không? Gỗ vang, bạch đàn, bồ hoàn và chanh xả. Nó sẽ giúp tẩy uế và giúp cho không gian thờ cúng nó được gì? Sạch sẽ và linh ứng hơn. Khi đó thì các cụ về mới ngự được lâu hơn. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ và anh thông, đón năm mới được bình an, may mắn, hạnh phúc tràn đầy. Thưa quý vị, nếu mà ban thờ ở bếp thì đây là cái ban thờ cũng được xem là cái nơi ngự của ông công táo. Còn mâm cúng thì theo các chuyên gia phong thủy cho biết, trong lễ cúng ông công táo, nếu nhà nào mà có ban thờ táo quân thì có thể thắp hương ở ban thờ này. Còn nếu không ấy, không có ban thờ táo quân ấy, thì quý vị sẽ thắp ở ban thờ thần linh gia tiên, chứ không nên cúng ở dưới bếp. Vì từ xưa đến nay, ban thờ luôn được coi là cái anten, là nơi giao tiếp giữa hai thế giới âm và dương, giữa người trần và các vị thần linh. Khi mà cúng thì phải để lửa trong bếp cháy, mâm cỗ cần phải đề huề. Có như vậy thì gia chủ mới được ấm no và hạnh phúc. Người dân thường chuẩn bị một đôi hoặc là ba con cá chép thả trong chậu, cùng với đồ lễ khác. Sau khi cúng xong thì sẽ thả cá chép ra ao ra hồ, nghĩa là gì? Phóng sinh để đưa táo quân về trời. Sau khi mà nửa tuần hương đã cháy hết thì gia chủ sẽ mang lễ vật cúng như tiền vàng, mũ áo, hia ấy, để đi hóa và mang cá chép đi thả. Không nên thả cá ở những cái hồ nước ao tù bẩn. Khi cúng thì gia chủ cũng không nên xin, không nên cầu xin sung túc hay là phú quý cho gia đình, mà xin táo quân bẩm cáo những điều tốt và giảm bớt nói những cái điều không hay. Quý vị thân mến, trên đây là một vài cái lưu ý khi mà cúng táo quân. Đấy,
trong cái lễ cúng táo quân ngày 23 tháng Chạp, và quý vị có thể cúng trước, cúng sớm. Hy vọng những cái thông tin hữu ích này sẽ giúp quý vị và các bạn có được cái sự chuẩn bị nghi lễ suôn sẻ đầy đủ nhất và chọn ra được những thời điểm cúng ông công ông táo tốt lành nhất. Nếu quý vị có bất kỳ cái thắc mắc hay là đóng góp ý kiến thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được giải đáp, tư vấn kỹ hơn. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái khung giờ tốt nhất, 5 giờ tốt nhất để quý vị tiến hành cúng ông công ông táo trong cái ngày 22 tháng Chạp cúng sớm. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.